chào quý vị khán giả của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi lại có dịp đi lên chiếc du thuyền trên sông Hudson thuộc thành phố New York. Và hiện nay là thuyền đang rời bến. Thì mình có thể mua vé tới trực tiếp cái chân của tượng nữ thần tự do, hoặc là mình đi theo một cách khác là đi tàu hoặc là đi thuyền và mua vé từng nhóm thì được giá rẻ hơn so với đi từng người. Và mỗi chiếc du thuyền thì có thể chở được khoảng 100 người du khách. Thì có thể nói là nó đi liên tục từ bờ đi tới đảo Liberty và nó quanh về. Thì mỗi chuyến như vậy đi khoảng nửa tiếng, thưa quý vị. Thì giá vé trung bình là 20 đến 30 đô la tùy theo hãng tàu. Thì có 2-3 hãng tàu họ sẽ chạy đón khách liên tục. Thì có thể nói tượng đài tượng nữ thần tự do là một cái công trình nhân tạo mà đặt tại ở thành phố New York, ở đảo Liberty. Có thể là một cái công trình mà hợp tác giữa hai quốc gia Pháp và Hoa Kỳ. Và công trình thì được kiến trúc sư người Pháp tên là Bahori đã điêu khắc. Có thể nói rằng bắt đầu vào năm 1865 và mãi tới năm 1875 thì mới hoàn thành cái bức tượng này. Thì có thể nói sau khi hoàn thành thì bức tượng này cao 46 mét và cái chân đế nó là 93 mét. Và khi mà công trình hợp tác giữa hai quốc gia nhằm kỷ niệm đất nước Hoa Kỳ được tự do, độc lập, thì có thể nói rằng bên phía Pháp đề nghị rằng họ sẽ tài trợ cho bức tượng, còn bên phía Hoa Kỳ thì phải tìm nơi để mà đặt tượng và xây chân đế. Thì bên phía Hoa Kỳ đã có những nhà báo, chẳng hạn như nhà báo Pulitzer đã tổ chức những cuộc gây quỹ rầm rộ và thu được những cái khoản tiền rất lớn để chi trả cho cái việc xây cái tượng đài tượng nữ thần tự do này, thưa quý vị. Thì tượng nữ thần tự do này có một cái đặc biệt là hướng về biển Đại Tây Dương từ đất liền ra, có thể nói là hướng về chính đông. Thì nó là một trong những kỳ quan của Hoa Kỳ. Đây là kỳ quan nhân tạo và mỗi năm ở tại tượng này thì có khoảng hơn 3 triệu người du khách tới thăm. Có thể nói là mưa cho nên quý vị thấy kiến nó bị mờ. Và chúng ta thấy trên đầu của chúng ta cũng có một chiếc trực thăng để mà chở du khách, thưa quý vị. Dịch vụ mà chở du khách bằng trực thăng để đi thăm lòng vòng thành phố hoặc là các di tích thắng cảnh thì rất phổ biến ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên giá cả thì nó khá mắc. Có thể nói rằng ít người lựa chọn cái phương tiện trực thăng. Và ngay trước mặt chúng ta đây là cái chính diện của cái bức tượng nữ thần tự do nổi tiếng trên thế giới.
Và như cá nhân tôi đã nói là hàng năm có tới trên 3 triệu người để viếng thăm. Và trong cái mùa này thì họ cắm tới chân của tượng và họ không cho vào trong khuôn viên. Và chúng ta thấy là ở trên cái ngọn đuốc thì đang đốt. Quý vị có thể thấy là ánh sáng của ngọn đuốc. Và du khách thì chỉ ở ngoài lòng vòng. Quý vị thấy bên trái là có những chiếc tàu của những hãng khác thì chở tới cái khuôn viên và không được vào bên trong tượng. Trước đây thì có thể vào bên trong tượng, rồi từ bên trong tượng ngắm ra, ngắm nhìn ra xung quanh. Thì tượng Nữ Thần Tự Do này rất nổi tiếng và Bác Hồ, tức là lãnh tụ của cách mạng Việt Nam, cũng đã từng tới đây, thưa quý vị. Và ông nói một cái câu rất nổi tiếng. Khi một người bạn Mỹ hỏi ông rằng ông có thấy nước Mỹ vĩ đại không? Và bức tượng Nữ Thần Tự Do có vĩ đại hay không, thưa quý vị? Và người bạn Mỹ nói, đấy, ông thấy tượng Nữ Thần Tự Do thật là vĩ đại. Thì Bác Hồ đã trả lời cho người bạn Mỹ này, đúng, bức tượng Nữ Thần Tự Do rất vĩ đại. Nhưng mà dưới chân của bức tượng vĩ đại này là xác của hàng ngàn, hàng vạn những người da đen đã bị bóc lột, đã làm nên sự vĩ đại của nước Mỹ, thưa quý vị. Chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.